Sự xuất hiện của AI có tiềm năng biến đổi mạnh mẽ ngành công nghiệp ô tô, từ sản xuất sang tự động hóa, kết nối các công nghệ thông tin như nhận dạng giọng nói và hình ảnh, mang lại sự thoải mái và an toàn cho hành khách. Hiện các nhà sản xuất ô tô lớn của thế giới đều mạnh tay rót hàng tỷ đô la Mỹ để nghiên cứu khám phá các khả năng triển khai áp dụng AI trong những ứng dụng điều hành và giải trí của xe ô tô. Chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác với Google, cho phép triển khai các tương tác trong cabin xe. Chỉ cần nhấn nút, bạn sẽ thực sự làm việc và tương tác trực tiếp với AI. Không chỉ thông minh, công nghệ này còn mang lại cảm giác như một con người. Đối với tôi, AI là để nâng cao khả năng của con người. AI tăng cường khả năng sáng tạo của con người theo những cách tuyệt vời, giúp con người nảy ra ý tưởng, phục vụ việc tiếp thị và trải nghiệm của khách hàng, hoặc thậm chí nó còn đưa ra những gợi ý mới về hình ảnh và thiết kế, giúp chúng tôi thiết kế và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ nhanh hơn. Các dự đoán cho thấy AI trong ngành ô tô sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm gần 40%, đạt 15,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Không chỉ trong ngành công nghiệp ô tô, trí tuệ nhân tạo cũng đang cách mạng hóa lĩnh vực giáo dục, mở ra một kỷ nguyên mới về trải nghiệm học tập sáng tạo và cá nhân hóa. Với các thuật toán tiên tiến và thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu, AI đã biến đổi các phương pháp giảng dạy truyền thống, trao quyền cho học sinh và các nhà giáo dục. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong giáo dục hiện vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Công nghệ về bản chất là một loại công cụ. Bản thân nó không gây hại, mà sẽ phụ thuộc vào cách ta sử dụng công nghệ. Tôi không ủng hộ việc sinh viên sử dụng AI, vì theo tôi, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng học tập của sinh viên, vì hiện nay, kiến thức được thu thập qua việc đọc sách và các bài nghiên cứu là không thể được thay thế bằng những thông tin được tạo ra một cách nhân tạo. Hiện nhiều nước như Nhật Bản, Singapore tích hợp AI trong giảng dạy và học tập, trong khi một số trường đại học ở Australia, Ấn Độ, Anh và Pháp cấm sinh viên sử dụng ChatGPT, đặc biệt trong khuôn viên trường học và các kỳ thi. Trong lĩnh vực thể thao, công ty khởi nghiệp Jab của Đan Mạch vừa phát triển một hệ thống thị giác máy tính sử dụng công nghệ AI có tên là DeepStrike để ứng dụng trong thi đấu quyền Anh. Hệ thống này không chỉ phân tích số cú đấm mà một võ sĩ quyền Anh tung ra, cũng như mức độ làm tổn thương đối thủ, mà còn thay đổi góc máy quay để theo dõi diễn biến trận đấu và hiển thị các cảnh quay nổi bật giữa các hiệp đấu. Với các tính năng vượt trội này, DeepStrike được đánh giá có thể thực hiện công việc của trọng tài khi làm khá tốt trong việc xác định người chiến thắng trong một trận đấu. Công ty Jab dự kiến sẽ tung ra phiên bản thử nghiệm của DeepStrike vào cuối năm nay. Sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo AI đã và đang làm nóng hàng loạt các tranh luận về cơ hội và thách thức mà AI tạo ra đối với con người, đặc biệt là các tác động đến thị trường lao động. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tác động của AI lên thị trường lao động rất phức tạp và nhiều mặt. Mặc dù AI có tiềm năng tạo việc làm mới và tăng năng suất, nhưng nó cũng có thể dẫn đến tình trạng dịch chuyển việc làm và làm trầm trọng thêm tình hình bất bình đẳng thu nhập. Việc áp dụng ngày càng nhiều tự động hóa đồng nghĩa với việc AI và các công nghệ khác sẽ làm giảm vai trò của con người trong nền kinh tế, dần dần xóa sạch hàng triệu việc làm. Quá trình thay thế không chỉ diễn ra ở các vị trí cấp thấp, mà hiện đã xuất hiện ở cả cấp quản lý và lãnh đạo nhằm tăng hiệu suất làm việc. Mới đây, nhà sản xuất rượu Room Dictator của Ba Lan đã tiên phong thử nghiệm bổ nhiệm một robot trí tuệ nhân tạo làm giám đốc điều hành. Quyết định được xem là bằng chứng báo hiệu về viễn cảnh tương lai khi AI được dự đoán sẽ tự động hóa 75 triệu việc làm trên toàn cầu vào năm 2025. First experimental AI CEO at Dictator. Robot giám đốc điều hành của nhà sản xuất rượu Dictator có tên là Mika, di chuyển bằng bánh xe và được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn kiểu ChatGPT. Với chức vụ này, Mika đảm nhận việc tìm khách hàng tiềm năng cho dòng rượu sưu tầm cao cấp của hãng, lựa chọn nhà thiết kế cho các chai rượu và lập các kế hoạch chiến lược tăng trưởng cũng như truyền thông. Xin chào, tôi là Mika, giám đốc điều hành AI thử nghiệm đầu tiên trên thế giới tại Dictator. Quy trình ra quyết định của tôi dựa trên phân tích dữ liệu sâu rộng và phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty. Tôi không có thành kiến cá nhân, đảm bảo các lựa chọn chiến lược và không thiên vị. Tôi ưu tiên lợi ích cao nhất của công ty. Câu hỏi đặt ra là liệu Mika có hoạt động như một giám đốc điều hành thật sự hay chỉ là một chiêu quảng cáo cho công ty?
Mika chắc chắn là giám đốc điều hành thực sự, khả năng làm việc dựa trên dữ liệu và những thứ khác mà cô ấy làm mang đến ưu thế lớn cho công ty. Là một CEO robot, tôi thực sự không có ngày nghỉ cuối tuần. Tôi lúc nào cũng làm việc, 24/7, sẵn sàng ra các quyết định và tạo ra một số thuật toán trí tuệ nhân tạo. Trước quyết định của Dictator, một số ý kiến lo ngại về việc các robot AI như Mika đang chiếm lĩnh thị trường lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các nhà lãnh đạo không cần lo lắng sẽ bị AI thay thế bởi những quyết định lớn vẫn nằm trong tay con người. Mặt khác, dù robot AI có thể giúp tự động hóa nhiều nhiệm vụ, nhưng một số các chức năng nhất định trong vai trò CEO sẽ không thể thay thế được bằng AI. Chẳng hạn như việc xây dựng mối quan hệ và kết nối với các công ty trong ngành. Không chỉ giữ nhiệm vụ CEO, robot trí tuệ nhân tạo còn có khả năng thay thế các phi công trong tương lai. Mới đây, các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển một loại robot phi công hình người đầu tiên trên thế giới có tên là Pipot, thành thạo hướng dẫn bay và vận hành toàn bộ quá trình bay, đồng thời có thể lái bất kỳ loại máy bay nào mà không cần phải thích nghi với buồng lái. Cao 1m6 và nặng 65kg, Pipot được trang bị hệ thống camera gắn trên đầu, trên mặt và phần thân trước để giúp nhận dạng và điều khiển các công tác trong môi trường rung lắc, đồng thời nắm bắt được cả tình hình bên trong và bên ngoài máy bay. Ngoài ra, Pipot được thiết kế dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, cho phép nó dễ dàng hiểu các văn bản hướng dẫn bay được viết bằng các ngôn ngữ phổ biến. Một ưu điểm khác của phi công robot là luôn duy trì trạng thái bình tĩnh cao nhất, có khả năng phản ứng nhanh chóng trước các diễn biến bất ngờ mà không hoảng loạn. Thông qua ứng dụng ChatGPT, Pipot cũng có thể kiểm tra sổ tay tham khảo quy trình bay trong thời gian rất nhanh. Phi công rất giỏi, hiểu bối cảnh và xử lý các tình huống phức tạp, nhưng họ có thể không nhớ rõ ràng chi tiết trong sổ tay hướng dẫn bay, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp. Pipot của chúng tôi có khả năng điều khiển và ghi nhớ mọi thứ theo sách hướng dẫn. Sau đó, chúng có thể xử lý tình huống trong 1/1000 giây. Hiện tại, Pipot đã thực hiện được các chuyến bay trên hệ thống mô phỏng bay. Nhóm nghiên cứu dự định sẽ thử nghiệm Pipot trên một chiếc máy bay cỡ nhỏ trong vài năm tới. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt phi công, trong khi nhu cầu đi lại của hành khách dự kiến tăng mạnh trong những năm tới, robot phi công sử dụng trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán nhân lực, nhất là khi quá trình đào tạo một phi công thường rất khắt khe, tốn kém và kéo dài nhiều năm. Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới về mức độ đầu tư và phổ biến trí tuệ nhân tạo. Trước sự bùng nổ mạnh mẽ của AI, Mỹ đang thực hiện nhiều bước đi nhằm điều chỉnh các quy định để quản lý công nghệ này hiệu quả, an toàn nhất. Mới đây, các nhà lập pháp Mỹ đã tổ chức một cuộc gặp với nhiều đại gia công nghệ tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ để thảo luận các giải pháp giảm thiểu các rủi ro và thách thức của AI, từ đó có những định hướng xây dựng các quy định pháp luật tương lai, chống lại các hành vi giả mạo tiềm ẩn nguy hiểm, can thiệp bầu cử và những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Các nhà lập pháp Mỹ đã có cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ với những người đứng đầu các công ty công nghệ khổng lồ, lãnh đạo nghiệp đoàn lao động, đại diện doanh nghiệp và lĩnh vực phi chính phủ. Theo truyền thông Mỹ, tại cuộc họp, ông Sundar Pichai, CEO của Google, nhấn mạnh tiềm năng của AI trong giải quyết các vấn đề về sức khỏe và năng lượng. Còn CEO của Meta, ông Mark Zuckerberg nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống trí tuệ nhân tạo mở và minh bạch. Trong khi đó, giám đốc điều hành của nền tảng mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk cảnh báo về những rủi ro đối với nền văn minh do trí tuệ nhân tạo gây ra. Điều quan trọng đối với chúng ta là phải có cơ chế trọng tài. Cơ quan quản lý sẽ đảm bảo rằng các công ty thực hiện các hành động an toàn và vì lợi ích của công chúng. Nhà Trắng dự kiến sẽ ban hành pháp lệnh về trí tuệ nhân tạo trong năm nay và hiện đã có 15 công ty công nghệ đồng ý áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật cho các công cụ trí tuệ nhân tạo của mình. Đây được cho là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo kiểm soát sự phát triển của các công nghệ mới, đồng thời góp phần làm giảm bớt tình trạng căng thẳng đang gia tăng ở người lao động hiện nay. Điều rất quan trọng đối với ngành công nghiệp và các nhà khoa học là hợp tác và đặt ra các quy tắc cơ bản để điều hướng thế hệ robot AI tiếp theo. Bởi vì hay nghĩ đến sự hỗn loạn sẽ xảy ra nếu mỗi quốc gia có các quy tắc khác nhau. Chúng ta cần một bộ nguyên tắc thống nhất mà tất cả chúng ta dựa vào để tất cả các cơ quan có thể cùng làm việc. Cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu đã thông qua dự thảo đạo luật AI của khối này hồi tháng 6 vừa qua và đang trong quá trình thảo luận để đưa dự thảo trở thành luật vào đầu năm 2024.
Trong khi đó, vào tháng 11 tới, chính phủ Anh sẽ tổ chức hội nghị cấp cao toàn cầu về an toàn AI, trong đó tập trung bàn thảo về cách phòng chống tình trạng AI bị lợi dụng để phát tán tin sai, tin giả trong cuộc bầu cử và việc sử dụng công nghệ này trong chiến tranh. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đặt ra cho giới chức các nước bài toán khó là làm thế nào để cân bằng giữa việc thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và kiểm soát rủi ro tiềm ẩn từ công nghệ này. Sẽ cần một thời gian nữa để nghiên cứu và hiểu rõ các tác động của trí tuệ nhân tạo đến đời sống của con người. Nhưng có thể khẳng định rằng, chính con người mới là nhân tố đứng sau, có tác động quyết định đến quá trình chuyển đổi công nghệ và cũng chính con người cần đóng vai trò hướng dẫn quá trình chuyển đổi công nghệ này, hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn. Để chuẩn bị cho tương lai, con người cần cập nhật những kỹ năng mới để phù hợp với thế giới có sự hiện diện của AI. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.